chào các bạn, cô xin phép được trình bày hai chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020-2021. Chuyên đề 1 là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề 2 là về biển đảo Việt Nam với những thông tin chung, quyền chủ quyền lịch sử về biển đảo Việt Nam, một số đối sách của Việt Nam về biển đảo trong tình hình hiện nay và đặc biệt là cung cấp thông tin về Ngày Đại dương Thế giới, ngày 8 tháng 6 và Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 hàng năm. Mục đích yêu cầu của hai chuyên đề này trước hết là giúp cho sinh viên nhận thức quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội Việt Nam. Từ đó sinh viên có thể tự nâng cao nhận thức chính trị, có ý thức trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng một phần nhu cầu tin trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập với thế giới. Chuyên đề 1 có hai nội dung trọng tâm. Nội dung thứ nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nội dung thứ hai là vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Bạn biết, nhiều năm gần đây, Việt Nam hội nhập thế giới rất nồng nhiệt. Chúng ta cũng thừa hưởng rất nhiều những giá trị của vấn đề toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là một hiện tượng chứa đựng nhiều cơ hội mới đối với sự phát triển. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, từ đầu năm đến nay, không những Việt Nam mà cả thế giới đều phải đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt. Vấn đề dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Tình hình kinh tế thế giới chìm sâu trong suy thoái. Các chính phủ của các nước chuẩn bị cho một viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế thế giới với những điểm cần quan tâm. Một là sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19 đã làm xã hội xáo trộn khắp nơi trên thế giới. Hai là vấn đề xung đột thương mại Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến triển vọng kinh tế thế giới. Thứ ba là sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng, các chuỗi sản xuất, tình trạng giảm cầu khiến cho hoạt động thương mại toàn cầu dự báo sẽ suy yếu dài hạn. Thứ tư là chính phủ, nhiều nước đang tính đến các giải pháp phát triển thay thế từ nền kinh tế trong nước nhằm bù đắp cho sự sụt giảm từ đóng góp của các hoạt động kinh tế quốc tế. Thứ năm là dịch vụ và nông nghiệp được dự báo là sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, được đưa ra nhằm hấp thụ lực lượng lao động mất việc từ những khu vực thương mại xuất khẩu. Thứ sáu là môi trường kinh doanh cũng sẽ phát triển theo hướng số hóa nhanh hơn, ứng dụng các công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, AI, dữ liệu lớn, Big Data. Nhìn chung, hoạt động của nền kinh tế toàn cầu dự báo sẽ có những biến đổi mới diễn ra trên quy mô lớn và chưa có trong tiền lệ. Tại Việt Nam, sau một giai đoạn giãn cách xã hội kết thúc và đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, thì các hoạt động kinh tế được phép khởi động trở lại. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, nền kinh tế Việt Nam được ví như cái lò xo bị nén. Trong đợt giãn cách thì nay có dịp bung ra. Tăng trưởng kinh tế của quý 3 và quý 4 được dự báo sẽ cao hơn quý 1 và quý 2. Nếu trong 6 tháng cuối năm 2020, đại dịch vẫn được kiểm soát tốt, thì nền kinh tế Việt Nam cùng với cái chính sách hỗ trợ sản xuất tiêu dùng và đầu tư công, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt ở mức khả quan. Triển vọng khả năng đạt trên 5%. Tuy nhiên, Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời nền kinh tế của toàn cầu, trong khi nhiều nước, các khu vực trên thế giới vẫn đang cố gắng kiểm soát tình hình đại dịch COVID. Quan hệ quốc tế của một số nước lớn tiếp tục căng thẳng nên rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam vẫn còn lớn, nhất là đại dịch COVID-19 đã và đang thắt chặt kiểm soát tại Việt Nam hiện nay. Mới đây, thiên tai do bão lụt làm thiệt hại lớn về người và của cải. Trước những nguy hiểm, rủi ro này, chúng ta đều biết rằng không có ai trong chúng ta có sức mạnh bằng tất cả chúng ta. Vì vậy, hai phần nội dung của chuyên đề cô chịu trách nhiệm trình bày với các bạn thiết nghĩ có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho các bạn có cái nhìn đa dạng, tỉnh táo hơn. Hai chuyên đề học tập này chúng ta hãy xem như một cẩm nang để giúp chúng ta thêm sức mạnh, lạc quan, bước tiếp cho dù có nhiều khó khăn, rào cản. Vậy nội dung thứ nhất cô muốn trình bày với các bạn là quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trước hết, cô muốn làm rõ với bạn về khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo nghĩa thông thường, tư tưởng là sự suy nghĩ, tư duy hay ý chí của con người được nêu lên thành những quan điểm và những sự vật hay hiện tượng khách quan, đặc biệt là những hiện tượng xã hội. Còn theo quan điểm triết học, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ con người với thế giới xung quanh. Thế tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được nhận thức qua nhiều giai đoạn. Hiểu đầy đủ và hoàn thiện nhất là trong văn kiện đảng ở Đại hội 11 năm 2011 khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến đến một cách mạng xã hội chủ nghĩa, là việc Hồ Chí Minh tiếp thu những cái giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào trong điều kiện cụ thể của Việt Nam một cách sáng tạo, để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Về khái niệm đoàn kết cũng được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa hẹp, đoàn kết là những cá nhân riêng lẻ cùng nhau tập hợp lại, tạo nên một sức mạnh vững chắc để mà giải quyết tốt vấn đề mà tập thể đang mong muốn. Nghĩa suy rộng hơn, đoàn kết là tập hợp của nhiều lực lượng khác nhau tạo thành một khối thống nhất, từ đó thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung để đi đến thành công. Sự đoàn kết chính là tập thể vững mạnh, khối thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh to lớn. Đoàn kết có thể hiểu là sự tập hợp cách thành một khối thống nhất cùng một hoạt động vì một mục đích chung nào đó. Còn đại đoàn kết là đoàn kết rộng rãi, tức là muốn nhấn mạnh tới thành phần, quy mô, lực lượng của khối đoàn kết. Đoàn kết dân tộc là một tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh để chiến thắng kẻ thù của dân tộc và giai cấp. Với ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh đã nêu lên những luận điểm có tính chất chân lý, khẳng định sức mạnh to lớn của khái niệm đoàn kết. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố cơ bản quyết định thành công của cách mạng. Quan điểm này được đúc kết qua các khẳng định mang tính chân lý như sau: đoàn kết làm ra sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó. Đây là khẳng định của Hồ Chí Minh trong lần nói chuyện với công chức thủ đô ngày 31 tháng 11 năm 1954. Đoàn kết là thắng lợi. Trong thư gửi đơn vị miền Nam tập kết ngày 16 tháng 12 năm 1954, Hồ Chí Minh có viết: đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi. Đoàn kết là then chốt của thành công. Tại buổi nói chuyện, lớp chỉnh huấn cán bộ quốc phòng và các tổng cục tháng 5 năm 1957, Hồ Chí Minh có khẳng định: bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu điều tốt, đó là đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công đã trở thành chân lý từ sau bài nói chuyện của Hồ Chí Minh tại lớp bồi dưỡng cán bộ và công tác mặt trận tháng 8 năm 1962. Bạn cần biết, cách viết này không phải là lập từ mà là diễn đạt từ 3 cấp độ đoàn kết: đoàn kết trong đảng, đoàn kết toàn dân và đoàn kết dân tộc Việt Nam với thế giới. Thành công, đại thành công là kết quả của 3 cấp độ đoàn kết trên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tính đúng đắn của luận điểm trên. Đoàn kết trong mặt trận Việt Minh từ năm 1941 để có cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1945. Đoàn kết trong mặt trận Liên Việt từ năm 1946 để đánh đuổi thực dân Pháp cuối cùng ra khỏi Việt Nam, lập lại hòa bình ở Đông Dương, miền Bắc hoàn toàn giải phóng sau năm 1954. Đoàn kết trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam để khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, một trong những mục tiêu hàng đầu của cách mạng nước ta là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được Hồ Chí Minh khẳng định trong buổi lễ ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam năm 1952. Người viết, mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể bao gồm trong 8 chữ: đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc. Và thực tiễn đã chứng minh, đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn cách mạng. Trước cách mạng tháng 8, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đặt ra nhiệm vụ: một là đoàn kết, hai là làm cách mạng, hay
kháng chiến để đòi độc lập. Và sau năm 1954, nhiệm vụ là một là đoàn kết, hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội, ba là đấu tranh thống nhất nước nhà. Như vậy, đại đoàn kết dân tộc là đòi hỏi khách quan của nhân dân trong một cuộc đấu tranh để tự giải phóng, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng có sứ mệnh là thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển những đòi hỏi khách quan từ tự phát của nhân dân thành đòi hỏi tự giác, thành hiện thực, có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng đại đoàn kết dân tộc là toàn dân tộc. Khái niệm dân và nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh có một nội hàm rất rộng, vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng, vừa là mỗi con người Việt Nam cụ thể. Cả hai đều là chủ thể của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là mỗi con dân nước Việt, mỗi một người con rồng cháu tiên, không phân biệt đa số hay thiểu số, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, là người già, người trẻ, là gái, trai, giàu, nghèo, quý tiện, ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ cho nhân dân. Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân thì phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung độ lượng với con người. Người đã nhiều lần nhắc nhở, bất kỳ ai thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, thì dù những người đó trước đây chống lại ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ. Để thực hiện được đoàn kết, người còn căn dặn, cần xóa bỏ hết mọi thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân. Muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc rộng lớn như vậy, thì phải xác định rõ đâu là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những lực lượng nào tạo nên cái nền tảng đó. Người cũng đã chỉ rõ, đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, là nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Người coi công nông như là một cái nền của nhà, là gốc của cây, nhưng có nền vững, gốc tốt, cần phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là công nông, cho nên Liên minh Công nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất. Về sau, người còn thêm, lấy Liên minh Công nông, lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Nền tảng được củng cố vững chắc thì khối đại đoàn kết dân tộc càng được mở rộng, không e ngại bất cứ cái thế lực nào có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. Còn về hình thức và nguyên tắc của đoàn kết dân tộc, chúng ta sẽ tự nghiên cứu trong cái môn học tư tưởng Hồ Chí Minh sau này nhé. Qua tìm hiểu những quan điểm cơ bản đó, chúng ta cần học thêm về phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hồ Chí Minh suốt đời kiên tâm thực hiện đại đoàn kết, bản thân người cũng chính là hình ảnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện đoàn kết toàn dân tộc thì toàn đảng cũng như mỗi cán bộ đảng viên cần phải có phong cách lãnh đạo kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự tổ quốc và nhân dân. Mọi đảng viên phải là những người mà vì dân, vì nước, phải đồng lực, đồng tâm, đồng tình, đồng cảm để mà xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Đối với cán bộ lãnh đạo đảng viên, cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh để tập hợp đoàn kết toàn dân, chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chăm lo đời sống của nhân dân, tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của dân, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình và kịp thời sửa chữa những khuyết điểm thiếu sót, giáo dục lãnh đạo nhân dân, đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm của dân. Còn đối với toàn thể nhân dân, Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta ai cũng cần có một phong cách thân ái, khoan hồng độ lượng, yêu thương lẫn nhau mới đoàn kết được toàn dân tộc. Năm ngón tay có ngón vắng ngón dài, nhưng vắng dài đều hợp nhau nơi lòng bàn tay. Tinh thần yêu nước đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cần được thể hiện trong các phong trào thi đua ái quốc. Đối với các đồng bào tôn giáo thì phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt lương, giáo, hãy làm theo gương của các bậc sáng lập đạo mà đoàn kết chặt chẽ. Người khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn, phù hợp với đạo đức của xã hội. Từ Phật Thích Ca thì đạo đức là từ bi, Khổng Tử có đạo đức là nhân nghĩa, v.v. Đối với các dân tộc, người chỉ rõ,
các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em. Ngày nay chế độ ta là chế độ dân chủ, đồng bào tất cả các dân tộc đều cần phải có phong cách làm việc của người chủ nước nhà. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng sự vật luôn luôn vận động và phát triển, hoàn cảnh cũng sẽ không ngừng thay đổi theo quy luật khách quan. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng sẽ càng phát triển hoàn thiện cùng với thực tiễn đang biến đổi của đất nước trên con đường bước vào thế kỷ 21-22. Do đó, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được đảng coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thế nên, trong từng thời kỳ lịch sử, từ trước đến nay, đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của dân tộc vào việc xây dựng đất nước, và đặc biệt là trong tăng cường lãnh đạo của đảng trong giai đoạn mới, cấp thiết phải có chính sách mặt trận đúng đắn phù hợp. Kế thừa quan điểm của Hồ Chí Minh, đảng ta khẳng định trong văn kiện Đại hội 12 là phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với đảng, nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết dân tộc. Để học tập và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần thực hiện hai phương pháp cơ bản. Một là tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước bền vững, đoàn kết thực hiện đúng và đủ ước nguyện của nhân dân và yêu cầu thực tiễn của cách mạng. Hai là phải chăm lo xây dựng và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới, tác động như tư tưởng, tình cảm, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, những lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân chưa được đảm bảo, nhiều bức xúc trong dân chưa được giải quyết, cùng với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận của cán bộ đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các thế lực thù địch vẫn đang chỉ mũi nhọn tấn công, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lòng tin giảm sút của dân trước nhiều những vấn đề nan giải, bức bách là thách thức lớn đối với mối quan hệ giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố, vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tế, 34 năm tiến hành công cuộc đổi mới vừa qua, nhờ kế thừa và tiếp tục phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nên nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, mỗi chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thứ ba, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng. Thứ tư, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị. Khi nói đến xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, thì từ điều 4 Hiến pháp 2013, chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả toàn dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị, nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị. Với vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn gắn liền với xây dựng Đảng, từ việc học tập và kế thừa phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, với những thuật ngữ gắn liền là độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường. Những nội dung mà đảng ta kế thừa và phát triển có kết quả là đảng đề ra được cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế xã hội đúng đắn trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu là thông qua nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng được nhà nước tiếp nhận, thể chế hóa, cụ thể bằng pháp luật và những chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình cụ thể. Vì vậy, đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng nhà nước và bộ máy nhà nước, đồng thời
kiểm tra nhà nước thực hiện các nghị quyết của đảng, đảng lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức đảng, các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng, đảng lãnh đạo công tác cán bộ bằng việc xác định đường lối, chính sách cán bộ, lựa chọn bố trí giới thiệu cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cơ quan lãnh đạo của nhà nước và các đoàn thể quần chúng của các tổ chức chính trị xã hội. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ. Bạn biết là hệ thống chính trị là một vấn đề rộng lớn, có nhiều nội dung cần đề cập. Vì vậy, trong bài này, cô chỉ nêu những vấn đề cơ bản cần thiết phù hợp với yêu cầu giáo dục lý luận chính trị của thanh niên sinh viên. Trước hết là mình cần phải biết khái niệm về hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị là một chỉnh thể của các tổ chức chính trị trong xã hội, bao gồm đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể, giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ, bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các đoàn thể có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hiện nay, để mà kiện toàn hệ thống chính trị, chúng ta cần học tập và kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh để đảm bảo dân chủ trong xã hội. Về vấn đề học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng cần chú ý và ghi nhớ rằng mọi đảng viên cần trau dồi 4 chuẩn mực: trung với nước, hiếu với dân, thương yêu con người, sống có tình nghĩa, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng. Và mỗi đảng viên cần thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng đạo đức: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức là suốt đời. Về học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị, cần lưu ý: một là kết hợp đạo đức với pháp luật, xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, phục vụ tổ quốc và nhân dân có hiệu quả; hai là định hướng xây dựng đạo đức trong mặt trận dân tộc thống nhất. Còn khi học phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, các bạn cần tự nghiên cứu thêm trong tài liệu cô đính kèm. Về bài học xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thì chúng ta cần chú ý: một là xây dựng đảng về hệ thống chính trị; hai là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển, giữa đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế; ba là kết hợp giữa xây và chống; bốn là đi đôi với giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng phải tôn trọng, phát huy đầy đủ tính chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị; năm là huy động, lôi cuốn, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Sau đây, cô mời các bạn tham khảo thêm thông tin từ chuyên đề năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Sách tham khảo những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Cô xin phép kết thúc trình bày này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Cô xin chúc các bạn nhiều niềm vui và học tập tốt trong 4 năm. Xin cảm ơn.